a di đà vô lượng thọ vô lượng quan như lai nguyện cho hết thầy chúng sanh nghe được danh hiệu của ngài đều có được tính tâm kiên cố nơi bản nguyện siêu thành, và khỏi nước cực lạc thanh tịnh trang nghiêm còn nay quy y pháp môn tịnh độ tính nguyện trì danh cầu sanh cực lạc nguyện cho hết thầy chúng sanh đều được thọ trì tu tập phương tiện thành phật tối thắng này còn này, quy y đức quan thế âm bồ tát đức đại thế chí bồ tát và thanh tịnh đại hải chúng bồ tát nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát bồ đề tâm sanh về cực lạc nhập thanh tịnh chúng chống thành phật đạo tình độ đại kinh giải diễn nghĩa địa điểm giảng đường hoa nghiêm malaysia thời gian ngày một tháng tám năm hai nghìn chủ giảng Lão Pháp Sư Tình Không Tập 93 Chư vị Pháp Sư, chư vị Đồng Học, xin hãy ngồi xuống. Xin xem Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh Giải Trang 107, dòng thứ hai Xem từ dòng thứ hai Bổn Kinh Dĩ Thượng Tam Đại Sĩ Vi Bồ Tát Chúng Trung Thượng Thủ Cái Nhân Tam Đại Sĩ Tịnh Độ Duyên Thâm Chánh Hảo Ảnh Hưởng Hải Hội Đại Chúng Đồng Quy Tịnh Độ mấy câu này vô cùng hay khiến tôi cảm xúc rất sâu vì quả thật ba vị đại bồ tát ấy đã hướng dẫn tôi quay về tịnh độ pháp môn này quả thật là pháp khó tin Đặc biệt là nói pháp môn này với những người hiện đang được gọi là thành phần trí thức càng đặc biệt khó khăn. Vì sao? Sở tri chứng quá nặng. Nếu lại thêm phiền não chứng, chuyện này sẽ rất phiền phức. Phiền não chứng nhẹ nhàng, sở tri chứng nặng nề cũng rất khó trở về tịnh độ. Chúng ta xem tiếp trang sau. Phổ hiền hạnh nguyện phẩm trung. Phổ hiền Bồ Tát ư thệ đa lâm trung. Phát thập đại nguyện chương. Thệ Đa Lâm Tức là kỳ thụ cấp cô độc viên ừ. chúng ta thấy phổ hiền bồ tát dùng mười đại nguyện dương dẫn về cực lạc quý vị phải nhớ mười nguyện ấy Giống như một tòa cao ốc 10 tầng Lễ kính là tầng thứ nhất Xưng tán là tầng thứ hai Cúng dường là tầng thứ ba Sám trừ nghiệp chứng là tầng thứ tư Càng về sau càng phát triển cao hơn tầng sau nhất định bao gồm tầng trước nhưng tầng trước chẳng bao gồm tầng sau tầng thứ nhất không bao hàm tầng thứ hai nó có thể độc lập tầng thứ hai nhất định có tầng thứ nhất không có tầng thứ nhất sẽ chẳng thể xây dựng được từ chỗ này chúng ta biết nếu không có lệ kính tâm cung kính chẳng thể sanh khởi Thứ gì cũng chẳng có Quý vị không có tầng thứ nhất Toàn bộ đều chẳng có Ngàn dạng phần chớ nên sơ sót Nếu nghĩ cung kính qua loa một chút là được rồi Không được đâu nhé Qua quýt không được thể qua quýt là thôi rồi Vì vậy Quý vị thấy trong Pháp Thế gian Người Trung Quốc từ xưa đến nay Tự hào Trung Hoa là lễ nghĩa chi bang chúng ta mở sách lễ ký ra xem câu đầu tiên là khúc lễ viết vô bất kính quý vị thấy cổ nhân đặt lễ kính vào hàng đầu bèn biết pháp môn này trọng yếu ngần ấy giữa những người quá thân thuộc với nhau sùng xả một tí cần gì phải bày vẽ màu mè như thế trọn chẳng biết đấy không phải là bày vẽ màu mè mà lễ kính phát xuất từ trong nội tâm tánh đức tự nhiên lưu lộ lại còn phải vĩnh viễn chẳng suy thì pháp thế gian và pháp xuất thế gian mới có thể kiến lập lễ kính hơi suy một chút chắc chắn sau đó sẽ nảy sinh vấn đề người sáng mắt hiểu rõ lễ số bị suy kém một chút đó là tín hiệu cho thấy Đoàn thể bị phân tán Sắp phải chia tay Đã có chuyện thay đổi Vì thế chúng ta phải hiểu rõ Chẳng thể điên đảo thứ tự Cùng một đạo lý Bồ Tát tu sáu ba la mật Thứ nhất là bố thí Thứ hai là trì giới thứ ba là nhẫn nhục thứ tư là tinh tấn nếu chẳng có bố thí toàn bộ những điều sau đó cũng chẳng có kẻ không chịu bố thí làm sao trì giới được chẳng thể nào không thể trì giới làm sao kẻ ấy tu nhẫn nhục cho được Trong Phật Pháp, Đức Hạnh có rất nhiều thứ. Nhưng chắc chắn, không thể đảo lộn thứ tự các Đức Hạnh trong tu hành. Hệ thứ tự bị xáo trộn, bèn rối loạn. Đến cuối cùng, chẳng có chuyện nào thành tựu. Đối với lễ kính, phổ hiền bồ tát dạy chúng ta lễ kính chư phật từ cơ sở này mà tu thành vô thượng chánh đẳng chánh giác đấy mới là công đức xứng tánh viên mãn làm sao có thể coi thường cho được những gì do chư phật như lai pháp thân đại sĩ đã kiến lập nhất định có đạo lý to lớn trong ấy chúng ta phải tin sâu chẳng nghi phải nghiêm túc học tập tuân thủ các lời trăng dạy mới hồng thành tựu Phổ giai hồi hướng là tận lầu thứ 10 ở tận trên cùng là chót đỉnh của bảo tháp Phổ giai hồi hướng nghĩa là gì Chính là nguyện thứ nhất trong tứ hoàng thể nguyện Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ Cơ sở của phổ độ là lễ kính Sau khi đã phát mười đại nguyện chương Phổ hiện Bồ Tát nói tiếp Những điều ấy Đều là lời phát nguyện của Ngài thị nhân lâm mạng trung thời tối hậu sát na tức là trong hơi thở cuối cùng nhất thiết chư căng tất dai tán hoại cái thân vật chất bị tan nát nhất thiết quyến thuộc tất giai xả ly khi ấy quý vị không buông xuống cũng chẳng được chẳng còn là người nhà quyến thuộc của quý vị nữa duyên trong đời này đã hết đã chấm dứt rồi nhất thiết oai thế tất giai thoái thất oai đức quyền lực của quý vị Đến lúc ấy đã chấm dứt rồi Phụ tướng đại thần Nếu quý vị mang thân phận quốc dương Thì từ ngữ phụ tướng đại thần Nói đến tể tướng Bày tôi của quý vị Cung thành nội ngoại Đây là của cải và cung điện của quý vị Tượng mã xa thẳng Đây là công cụ giao thông đều rực rỡ xa hoa nhất thù thắng nhất trân bảo phục tạng những món quý báu đồ cổ quý vị đã thâu thập như thị nhất thiết vô phục tương tùy chẳng có thứ gì là của quý vị khi ấy quý vị liền biết nguyên lai ngay cả cái thân của chính mình cũng chẳng phải là của chính mình có thân thể này quý vị có hết thảy những thứ đó thân thể chẳng còn toàn bộ hết thảy những thứ kèm theo đều chẳng còn nữa những điều ấy nói với chúng ta một chân tướng sự thật mỗi cá nhân đều chẳng thể tránh khỏi cái thân xác thịt này đã có sanh nhất định phải chết. Đó là hiện tượng tự nhiên. Một năm có bốn mùa xuân, hạ, thu, đông. Luân chuyển. Luôn đổi dời chẳng ngừng không thể ngưng lại được Biến hóa trong từng sát na Do vậy Đức Phật dạy chúng ta Phạm thứ gì không mang theo được Hãy buông xuống Trở nên ghim trong lòng Thứ gì thật sự mang theo được Hãy nên giữ nơi tâm Niệm niệm chẳng xả đó là đúng. Tôi nhớ, cư sĩ Lưu Tố Dân có báo cáo, quý vị có thể xem đĩa CD của bà ta. Trong ấy, bà ta có kể một câu chuyện thật, chẳng giả. Một bạn gái thân thiết, than giản. Chồng cô ta lăng nhăn bên ngoài Bà ta bảo người bạn gái ấy Đó là chồng cô gian díu bên ngoài Cô có biết hai chữ trượng phu giải thích như thế nào hay không? Trượng là xa đến một trượng Trong vòng một trượng là chồng cô Ngoài một trượng chẳng phải nữa Cô bận tâm làm gì? Đó là khuyên người khác buông xả, chẳng nên tự tìm phiền não. Cùng một đạo lý, chúng ta hãy mở rộng ra để quan sát. Thân thể này, một hơi thở chưa đoạn, thì còn sống là của chính mình. Hãy một hơi thở chẳng hít vào được nữa, chẳng phải là của ta Quần áo quý vị mặc trên người là của quý vị Bỏ chúng vào trong tủ áo Bèn chẳng phải là của quý vị Căn nhà quý vị đang ở Hôm nay quý vị ở trong căn nhà ấy Thì nó là của quý vị Quý vị rời khỏi nhà Nó chẳng phải là của quý vị nữa Trong túi của quý vị chứa bao nhiêu tiền Thì là của quý vị Tiền trong ngân hàng chẳng phải là của chính mình nếu chúng ta có thể quán như thế tâm thanh tịnh sẽ rất nhanh chóng hiện tiền đây là lời nói thật với quý vị chẳng nói giả dối buông xuống bảo quý vị hãy thời thời khắc khắc quán tưởng tự nhiên quý vị có thể buông xuống sau khi buông những thứ tạp nhạp xuống phật hiệu mới cháy lên được đó là thật vì sao mang theo được khi ta mạng chung sẽ sanh sang thế giới cực lạc Trong sát na cuối cùng Nếu quên mất Phật hiệu Vẫn mê luyến những thứ ấy Quý vị lại luân hồi trong lục đạo Chẳng phải là bỏ lỡ cơ hội giảng sanh Tây Phương ư Thật đáng tiếc Tôi cũng gặp chuyện giống như người bạn thân Tố khổ với lưu cư sĩ Tôi cũng từng gặp phải chuyện đó Một vị nữ cư sĩ kể lễ Chồng bò ta gian chiếu bên ngoài hỏi tôi nên làm sao tôi nói điều ấy rất hợp để giúp cho bà niệm phật bà đừng bận lòng cứ để chồng làm theo ý muốn sẽ hay hơn không chỉ chẳng oán hận mà còn cảm tạ người tình của chồng nếu không bà phải chăm sóc chồng công phu niệm phật chẳng đắc lực có một người tốt như thế đến giúp đỡ bà đó là chuyện tốt bồ tát đấy chuyện thế gian chẳng có gì tuyệt đối phải trái đúng sai chẳng có đều là trong một niệm của chính mình. Một niệm đã giác ngộ, ai nấy đều là người tốt, chuyện gì cũng là chuyện tốt. Đều trong một niệm, tùy thuộc quý vị chuyển ý niệm theo cách nào. Vì vậy, niệm nhiều những đoạn kinh văn như thế này sẽ có lợi. Tiếp theo đó là duy thử nguyện dương bất tương xả ly chẳng phải là bảo quý vị niệm mười đại nguyện chương mà là bảo quý vị hãy hành lễ kính chư phật là quan hệ luân lý sốc ráo viên mãn trong phật môn quý vị thấy pháp thế gian được thực hiện từ đâu từ phụ tử hữu thân tức là thực hiện bằng tình thân ái trong đại thừa phật pháp hoa nghiêm là nhất thừa phật pháp được thực hiện từ đâu thực hiện từ lễ kính chư phật xét theo ý vị ý vị thế gian và pháp vị là một vị chẳng hai chớ nên không biết điều này nhưng phạm vi của lễ kính chư phật to lớn lớn đến mức độ nào cổ nhân trung quốc nói đại nhi vô ngoại tiểu nhi vô nội toàn bộ đều bao gồm trong ấy chư phật là gì chư phật là tự tánh chúng ta gọi người minh tâm kiến tánh là phật quá khứ phật là phật đã thành hiện tại phật cũng đã minh tâm kiến tánh vị lai phật là ai vị lai phật chính là chúng ta là hết thảy hữu tình chúng sanh hoàn toàn là vị lai phật mũi trùng kiến là vị lai phật các loại trùng ngọ ngoại bay bò là vị lai phật kinh hoa nghiêm nói càng khéo Tình và vô tình đều cùng viên thành chủng trí Ý nghĩa này bao hàm điều gì? Hữu tình trúng sanh là vị lai Phật Vô tình trúng sanh cũng là vị lai Phật Vô tình là gì? Hoa, cỏ, cây, cối, núi, sông, đại địa Các hiện tượng vũ trụ Toàn bộ đều là vị lai Phật Đều cho tự tánh biến hiện Liệt khỏi tự tánh sẽ chẳng có một pháp nào để được nhà phật thường nói ngoài tâm không có pháp ngoài pháp chẳng có tâm tâm tức là phật phật tức là tâm những năm qua chúng tôi đề xướng tam thời hệ niệm là trợ tu trong nghi thức ấy thiền sư trung phong đã bảo tâm ta chính là a di đà phật a di đà phật chính là tâm ta phương này chính là tịnh độ tịnh độ chính là phương này loại nhận thức ngôn hạnh như thế được gọi là lễ kính chư phật khi vị thấy Phật Pháp giảng luân lý Đúng là giảng đến rốt ráo viên mãn Đối với một sợi lông trong chánh báo Y báo trên đầu Một sợi lông của chúng ta được gọi là Một hạt di trần Các nhà khoa học hiện thời phân tích Biết Nguyên tử có thể phân tích nhỏ hơn Điện tử vẫn có thể phân tích Phân tích đến hạt cơ bản Phân tích đến khoa khắc Vẫn còn có thể phân tích nhỏ hơn nữa Hiện thời đã phân tích đến tiểu quan tử các nhà khoa học đặt cho nó cái tên là lượng tử nói chung là chẳng còn cách nào phân tích nhỏ hơn nữa đó là vật chất nhỏ nhất trong vũ trụ trong phật pháp vật chất nhỏ nhất được gọi là cực vi chi vi đã bị họ phát hiện các nhà khoa học nói trên thế giới không có vật chất Họ nói rõ vật chất chẳng tồn tại Vật chất là gì? Vật chất là hiện tượng được phát sanh bởi ý niệm tích lũy Hiện tượng ấy chính là tiểu quan tử Nó là từ trong không sanh ra có Hơn nữa, tốc độ vô cùng nhanh chóng Vừa thấy nó sanh Nó đã diệt Gần như là gì Sanh diệt đồng thời Tốc độ nhanh gần ấy Vì thế hiện tượng vật chất Là một thứ huyễn tướng tích lũy liên tục phát sanh Hơn nữa họ còn phát hiện những vật chất vô cùng di tế ấy Cũng có một tinh thần tác dụng tinh thần là gì vậy trong tự tánh chúng được gọi là kiến văn giác tri khi mê nơi hiện tượng vật chất chúng được gọi là thọ tưởng hành thức đấy chính là a lại gia Nói chính xác hơn, đó là ba tế tướng của A Lại Gia. Nói theo lý, quả thật có thứ tự trước sau. Nhưng trên mặt sự, chẳng nhìn ra thứ tự trước sau. Nó quá nhanh chóng, quá lẹ làng. Từ ba ngàn năm trước, trong kinh Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói. Một niệm bất giác, bèn có vô minh. Vô minh là ba tế tướng. Từ ba tế tướng sinh ra sáu thô tướng. Tướng thứ nhất trong sáu thô tướng là trí tướng. Người hiện thời gọi trí là tri thức kiến thức thưa quý vị, trí ấy chẳng phải là trí huệ mà là tri thức. Loại thứ hai là tương tục tướng. Thứ ba là chấp thủ tướng. Thứ tư là phân biệt. Thứ năm là nghiệp tướng, tạo nghiệp. Thứ sáu là nghiệp hệ khổ tướng. Đó là quả báo Quả báo luân hồi trong lục đạo Ba tế sáu thô Có thể nói là sáu thô bao gồm y báo và chánh báo trang nghiêm trong mười pháp giới Cũng như khi Huệ Năng Đại sư Khai Ngộ Đã báo cáo năm câu, câu cuối cùng là nào ngờ tự tánh có thể sanh giảng Pháp. Bà tế sáu thô sanh ra dạng Pháp. Sáu thô tướng chính là dạng Pháp. Này, chúng ta mê nơi sáu thô tướng. chẳng thể giác ngộ, chẳng thể quay đầu. Khi nào quay đầu sẽ giác ngộ, sẽ tu hành chứng quả. Trong kinh Hoa Nghiêm, phổ hiện Bồ Tát dạy chúng ta quay đầu. Dùng phương pháp gì? Chỉ có nguyện dương này chẳng lìa bỏ Quý vị tu hành mười đại nguyện dương Thật thà niệm Phật cầu sanh tịnh độ Bèn thành tựu trong một đời này Ưng ừ, nhất thiết thời dẫn đạo kỳ tiền Nguyện dương ấy dự dắt quý vị Nhất sắc na trung tức đắc giảng sanh cực lạc thế giới Mười đại nguyện dương này là mười nguyện phải phát Chẳng phải phát bằng miệng, chỉ phát nguyện bằng miệng Chẳng khởi tác dụng Phải từ trong tâm phát ra Phải thực hiện lễ kính Lễ là bề ngoài Kính là trong tâm Biểu hiện ra ngoài bằng chân tâm thương yêu, cung kính nay chúng ta trông thấy người khác ắt phải cúi gặp người 90 độ để chào Đối với bất cứ ai đều biểu thị sự lễ kính Đối với mũi kiến có cần phải cúi gặp người 90 độ để chào hay chăng? Quý vị cũng phải gặp người 90 độ để chào Người ta sẽ nói quý vị là kẻ ngốc Thấy hoa, cỏ, cây cối cũng cúi gặp người 90 độ để chào ư? Ừ, chẳng phải vậy Chân tâm yêu thương hãy chắp tay niệm phật hồi hướng thuyết pháp cho nó cái bàn bằng ghế dài cũng là một trong các vị phật ta có nên hành lễ với cái bàn hay chăng chẳng phải lễ kính bàn ghế là lau chùi sạch sẽ sắp xếp ngay ngắn đó là lễ kính vì vậy lễ kính do người do thời do nơi chốn sống động chứ không chết cứng chẳng phải là khô khan mà là sống động linh hoạt trong tâm thật sự thành kính sẽ chẳng có gì không đúng pháp thứ gì cũng đều đúng pháp chúng ta thật sự có thể cảm động người khác có thể giúp cho người khác quay đầu là bờ vì thế tự hành thật sự là hóa tha thật sự hóa tha nhất định phải tự hành tự hành và hóa tha là một chuyện chẳng phải là hai chuyện Giảng sanh thế giới cực lạc Đáo dị Tức kiến đáo A-di-đà Phật Vì sao? Đó là Pháp Nhất Thừa Dùng 10 đại nguyện dương Tu Pháp môn niệm Phật Sanh về Tây Phương cực lạc thế giới Chẳng phải là trong cõi đồng cư Cũng chẳng phải trong cõi hữu dư Mà là trực tiếp sanh vào cõi thật báo trang nghiêm Quý vị không tin thì hãy thử xem Quý vị có thể đối với đá Đối với bùn cát Cung kính chân thành trường ấy Quý vị sẽ cung kính người khác Chẳng khác gì cung kính A-di-đà Phật Tầm chân thành như vậy sẽ tự nhiên tương ứng với cõi thật báo trang nghiêm của a di đà phật vì sao chư phật như lai đối với dạng sự dạng pháp dạng vật đều cung kính như thế quý vị học theo chư phật như lai không hai không khác Nên phẩm vị của quý vị trong bốn cõi ba bậc chính phẩm nơi thế giới Tây Phương sẽ cao. Nho già nói đến quan hệ nhân luân cao nhất là Phạm Thị Nhân Giai Tu Ái chẳng nói đến động vật, nếu động vật cũng nói đến thì là ái ốc, cập điểu. Đó là nói đến động vật. Nhưng chẳng nói đến cây cối, hoa cỏ, chẳng nói đến núi sông, đại địa, chẳng nói đến hiện tượng tự nhiên. Phật pháp thấy đều nói tới toàn bộ được bao gồm trong ấy. Vì thế, luân lý sốt ráo viên mãn ở trong Kinh Đại Thừa. Người ấy đến nơi đó, thấy A-di-đà Phật, thấy Pháp Thân và Báo Thân của A-di-đà Phật, Pháp Thân. Chẳng phải là ứng hóa thân. Hữu kệ vân. Tiếp theo đó là tám câu kệ để là phổ hiền bồ tát phát nguyện cầu sanh tịnh độ. Bài kệ này được chép trong quyển 40 của bộ Tứ thập hoa nghiêm. Chúng ta hãy đọc mấy câu kệ đó. nguyện ngã ngã là phổ hiền bồ tát tự xưng lâm dục mạng chung thời. tức là khi thọ mạng chấm dứt tận trừ nhất thiết chưa chướng ngại khi mất chẳng có chướng ngại vì sao thảy đều buông xuống hãy có một chuyện chẳng buông xuống được sẽ trở thành chướng ngại Chuyện dậu nhỏ bé đến mấy cũng rất phiền phức Chứng ngại quý vị chẳng thể giảng sanh Chứng ngại khiến quý vị tiếp tục luân hồi trong lục đạo Quý vị nói xem chuyện này có phiền phức hay không? Diện kiến bị Phật A-di-đà tích đắc giảng sanh an lạc sát chẳng có chướng ngại nên quý vị mới có thể thấy phật sanh tình độ ngã ký giảng sanh bỉ quốc dĩ hiện tiền thành tựu thử đại nguyện mười đại nguyện dương phải được thực hiện viên mãn rốt ráo khi nào trong thế giới cực lạc vì vậy quý vị thực sự thực hiện viên mãn rốt ráo mười đại nguyện dương thế giới cực lạc sẽ hiện tiền vì sao thế giới cực lạc do ý niệm của quý vị biến hiện đúng là phương này chính là tịnh độ tịnh độ chính là phương này ý niệm mười đại nguyện dương biến hiện thành cõi thật báo trang nghiêm của a di đà phật Nhất thiết viên mãn tận vô dư Lợi lạc nhất thiết chúng sanh giới Chính mình đã thành tựu Lại thành tựu hết thảy chúng sanh giới Lợi ích như thế nào? Giáo hóa Phổ hiện Bồ Tát cũng là trong hết thảy thời Hết thảy chỗ Khởi cảm ứng đạo giao Cùng hết thảy chúng sanh hữu duyên Chúng sanh có cảm Ngài biền hiện thân Giống như quán thế âm Bồ Tát Dùng thân gì để đắc độ bèn hiện thân ấy tám câu ấy là lời phát nguyện của phổ hiền bồ tát kế đó chúng ta lại xem văn thù bồ tát xem xong lời phát nguyện của phổ hiền bồ tát lại xem tới ngài văn thù lời nguyện của ngài văn thù hầu như hoàn toàn giống với phổ hiền bồ tát nguyện ngã mạng trung thời diệt trừ chư chướng ngại diện kiến a di đà giảng sanh an lạc sát cõi an lạc chính là thế giới cực lạc sanh bỉ phật quốc dĩ thành mãn chư đại nguyện a di đà như lai hiện tiền thọ ngã ký như lai thọ ký bồ tát thành phật diệt mãn như thị lưỡng đại sĩ phát thù thắng đại nguyện cầu sanh cực lạc khả khuyến nhất thiết bồ tát giai ngưỡng tính văn thù chi đại trí nhập phổ hiền chi đại hạnh phổ đạo chúng sanh đồng quy cực lạc Xưa kia, khoảng chừng 30 năm trước, tôi giảng kinh Hoa Nghiêm. Cũng dùng một thời gian rất dài mà chỉ giảng được một nửa. Khi ấy, mỗi tuần tôi giảng ba ngày, Hai ngày giảng thập bác Hoa Nghiêm, một ngày giảng tứ thập Hoa Nghiêm. Mỗi tuần giảng sáu giờ, mỗi lần hai giờ. Giảng được một nửa, bỗng có ngài tâm tình sôi nổi. Đột nhiên nghĩ, giang thù và phổ hiền tu pháp môn gì? Trong hội Hoa Nghiêm, thiện tài là đệ tử đắc ý của văn thù Bồ Tát. Cũng có thể nói, Ngài là truyền nhân của văn thù Bồ Tát. Ngài tu pháp môn gì? Điều này thuộc phần sau, vẫn chưa giảng đến. Tôi vừa mới thưa cùng quý vị, đối với đoạn văn này, Vừa mới đọc đến đoạn văn này trong quyển 40 của Bộ Tứ Thập Hoa Nghiêm. Tôi lật kinh ra, xem đến phần sau. Thấy đoạn này, hoảng nhiên đại ngộ. Lúc đó mới thật sự tin tưởng tịnh độ. Nhất tâm quy mạng pháp môn tịnh độ. cũng nguyện sanh về cõi cực lạc giống như bồ tát đích thân phụng sự a di đà phật trước đó thầy lý đã khuyên tôi rất nhiều lần nhưng tôi cũng chẳng có cách nào tiếp nhận tôi học phật là do theo tiên sinh phương đông mỹ học triết học nhập môn thầy phương đặc biệt giới thiệu kinh hoa nghiêm cho tôi bảo tôi bộ sách ấy vốn là khái luận của đại thừa phật học cụ dùng danh xưng ấy để giới thiệu cụ nói bộ sách ấy viết hay lắm trên cả thế giới không có sách triết học nào hay hơn được trong sách ấy có lý luận viên mãn Có phương pháp tinh tế Phía sau lại còn kèm theo 53 lần biểu diễn Biểu diễn gì vậy? Thực hiện lý luận và phương pháp ấy như thế nào trong cuộc sống? Trong công việc, trong sự sự, đãi người tiếp vật Vì thế, thầy phương mới nói đây là sự hưởng thụ cao nhất trong đời người thầy phương không khuyên tôi tu tịnh độ thầy dạy tôi hãy nhập môn từ pháp tướng tông Đối với những thành phần tri thức thông thường thì phải giới thiệu như vậy. Phần tử tri thức ham học, nghe nhiều. Pháp tướng duy thức hết sức phù hợp khẩu vị của họ. Do vậy, họ bài xích định độ cho là gì? Giáo pháp của mấy bà già, Thích Ca Mâu Ni Phật Đại Từ Đại Bi, thấy những kẻ ngu si ấy chẳng có cách nào học tập bèn khuyên họ niệm a di đà phật tâm thái nhìn nhận tịnh độ như vậy là nhìn sai bét rồi chương gia đại sư là thượng sư bên mật tông ngài khuyên tôi mật giáo nhất định phải tu học từ hiển giáo dạy tôi hãy nương theo kinh luận đại thừa ngài cũng chẳng khuyên tôi tu tịnh độ sau này gặp thầy lý thầy lý học giấy ấn quan đại sư là bậc đại đức trong tịnh tông biết sự thù thắng của tịnh độ nhưng cụ khuyên tôi rất nhiều lần tôi chẳng bài xích chẳng khinh dễ tịnh độ cụ đưa ấn quang văn sao cho tôi xem tôi đọc xong một lượt đối với tịnh độ có chút ấn tượng chẳng hề hủy bán cũng tán tháng, nhưng chính mình chẳng chịu học mà học kinh điển đại thừa thầy giảng kinh hoa nghiêm tại đài trung tôi giảng kinh hoa nghiêm tại đài bắc Giảng đến một nửa, đột nhiên nghĩ đến chuyện này, xem đoạn văn này mới quay đầu là bờ, thật sự phát tâm. Vì thế, tôi tự học Phật mà trở về tịnh độ. Nói chung, 20 năm trước, chẳng thật sự dụng tâm đọc kinh tịnh độ. 20 năm sau, mới bắt đầu nghiêm túc đọc tụng kinh luận tịnh độ tôi tin tưởng phật bồ tát đã bảo là pháp khó tin đối với tôi quả thật khó tin nếu không có hoa nghiêm pháp hoa lăng nghiêm tôi chẳng thể trở về tịnh độ những bộ đại kinh ấy đã dẫn dắt tôi về tịnh độ vì thế vì thế tôi có ấn tượng rất sâu đối với mấy câu này hết thảy bồ tát đều ngưỡng mộ tin tưởng gian thù đại trí phổ hiền đại hạnh ngưỡng là tín ngưỡng chẳng còn bàn cãi chi nữa hai vị bồ tát này là đại trí đại hạnh phổ đạo chúng sanh đồng quy cực lạc thị cố thử kinh liệt vi thường thủ thứ lệ di lạc giả đại bảo tích kinh phát thắng chí nhạo hội di lạc vấn phật nhược hữu chúng sanh phát thập chúng tâm Tùy nhất nhất tâm, chuyên niệm hướng ư, A-di-đà Phật, thị nhân mạng chung đương đắc giảng sanh, bỉ Phật thế giới. Đây là trong Kinh Bảo Tích. Trong hội ấy, Di Lạc Bồ Tát có nói mấy câu như vậy. Ngài nói, nếu có chúng sanh phát mười loại tâm, chúng tôi trích lục mười loại tâm ấy. Từ tam tạng pháp số, đều sao lục từ kinh bảo trích. Rất quan trọng. Kinh dạy như thế này Di lạc Bồ Tát bạch Phật ngôn Như Phật sở thuyết A à, Di Đà Phật cực lạc thế giới công đức lợi ích những điều ấy do Đức Thế Tôn giảng cho Di Lạc Bồ Tát Nhược khổ chúng sanh phát thập chủng tâm Tùy nhất nhất tâm chuyên niệm bỉ Phật Thị nhân mạng chung đương đắc giảng sanh giả Chúng ta phải nghiêm túc Học tập 10 loại tâm ấy Hai loại đầu tiên Biểu thị lòng đại từ đại bi của Di Lạc Bồ Tát Thứ nhất là vô tổn hại tâm người niệm phật đều phải tu mười loại tâm ấy niệm phật chi nhân ư chư chúng sanh thường khởi đại từ chi tâm bất gia tổn hại linh đắc khoái lạc thị danh vô tổn hại tâm từ bi làm đầu phát tâm ấy như thế nào người bình thường chẳng phát được chỉ có đại thừa bồ tát vì sao đại thừa bồ tát mới thực sự biết chúng sanh trong pháp giới vốn cùng một thể sách hoàng nguyên quán của hiền thủ quốc sư đã giảng nguyên khởi của vũ trụ đây là một đại vấn đề là một vấn đề lớn trong triết học và khoa học mãi cho đến hiện thời cũng chẳng có cách nào giải quyết biết có chuyện ấy nhưng chuyện ấy rốt ráo là như thế nào chẳng ai có thể nói được vũ trụ do đâu mà có vì sao có vũ trụ Con người do đâu mà có Ta do đâu mà có Trọng yếu nhất là ta Ta cho đâu mà có Chỉ trong Đại Thừa Phật Pháp Là những vấn đề ấy được giảng rõ ràng Ngay cả các nhà khoa học lượng tử hiện thời Cũng chẳng có cách nào giảng rõ ràng như Đức Phật thật sự hiểu rõ ràng minh bạch thì khắp pháp giới hư không giới và chính mình vốn là một một thể một thân thân ấy được gọi là pháp thân chẳng phải là thân nghiệp báo mà là pháp thân thân nghiệp báo là một phân tử một tế bào một sợi lông trong pháp thân Pháp thân không có sanh diệt. Đạo lý chẳng sanh diệt này nói rất sâu. Trong kinh giáo đại thừa, Đức Phật bảo chúng ta vốn chẳng sanh. Nếu chẳng sanh, lấy đâu ra diệt? Có hiện tượng hay không? có nhưng khó hiểu có hiện tượng thì có sanh diệt cỡ sao có thể nói là vốn chẳng sanh trong khi giảng kinh đức phật rất khéo dùng tỷ dụ khiến cho chúng ta từ tỷ dụ sẽ thấu hiểu tỷ dụ được dùng nhiều nhất là nằm mộng vì mỗi cá nhân đều có kinh nghiệm nằm mộng nên dùng mộng làm tỷ dụ mọi người sẽ chẳng cảm thấy xa lạ xưa nay trong ngoài nước mọi người đều nằm mộng vì thế trong kinh kim cang đức phật nói bốn câu kệ hết thảy các pháp hữu vi hết thảy các pháp hữu vi là pháp thân Như mộng, huyễn, bọt, bóng, như xương, cũng như chớp, hãy nên quán như thế. Như mộng, huyễn, bọt bóng là không có sanh diệt. vốn không sanh há có diệt. Vì sao giả dạ, chẳng thật? Khi nằm mộng thì có, sau khi tỉnh mộng bèn chẳng còn nữa, trống tuết. Khi mộng thì chẳng sanh, khi tỉnh thì cũng không diệt. Căn bản là không có chuyện này. Phật dùng điều này để tỉ dụ điều gì? Y báo và chánh báo trang nghiêm trong mười pháp giới là mộng cảnh. Có thời gian dài hay ngắn hay không? thưa quý vị không có trong mộng không có thời gian sau khi tỉnh lại bèn chẳng còn thời gian nữa không chỉ chẳng có thời gian mà thời gian cũng chẳng có không gian là gì ngay trong giây phút này đối với những lời kinh ấy và những ý nghĩa ấy chúng ta phải rất chú tâm quán chiếu thấu hiểu thì mới có thể nhận thấy Đức Phật nói chẳng sai. Khắp Pháp giới, hư không giới và chính mình là một. Ngoài chính mình ra, thứ gì cũng chẳng có. Giống như trong mộng, toàn bộ cảnh giới trong mộng đều do tâm của chính mình biến hiện. Trong mộng có nhiều người, nhiều sự, nhiều vật, toàn bộ đều do tự tâm biến hiện. Sự thật, đúng như Đức Phật đã nói, ngoài tâm chẳng có Pháp, ngoài Pháp chẳng có tâm, ngoài tâm chẳng có mộng, ngoài mộng chẳng có tâm. Quý vị dần dần thấu hiểu, thật sự thấu hiểu, tâm từ bi sẽ xuất phát. Vì sao? Chẳng có ai không thương yêu chính mình. Đã biết toàn thể dạng sự dạng vật trong vũ trụ là chính mình. Tâm Đại Bi mới có thể sanh khởi được. Đó là chân tâm, chẳng phải là hư vọng. Tâm yêu thương chân thành thật ra trước khi phật pháp truyền đến trung quốc tổ tiên trung quốc cũng đã từng nói đến đạo lý này nhưng chẳng nói tỉ mỉ như trong kinh phật lão tử nói thiên địa giữ ngã đồng căng Dạm vật giữ ngã nhất thể Chẳng phải là ý nghĩ này ư ừ. Lão tử và Thích Ca Mâu Ni Phật chưa hề gặp mặt Cũng chẳng trao đổi tin tức Đó gọi là anh hùng có cách nhìn đại lược giống nhau Thích Ca Mâu Ni Phật trông thấy Lão tử cũng nói đến nếu chẳng thấy làm sao ngài có thể nói được ắt à, phải có nhận biết giống như vậy nhận biết vũ trụ là một thể tâm từ bi chân thành mới sanh ra được sau đấy thì sao đối với hết thảy chúng sanh chắc chắn không có tâm tổn hại quý vị yêu thương họ quý vị không chỉ giết họ mà ngay cả tổn hại cho họ cũng chẳng thể làm được đó là tánh đức trong tự tánh thấu lộ viên mãn không chỉ chẳng gây tổn hại mà quý vị nhất định có tâm thành tựu người khác khiến cho họ được vui sướng thật sự có lòng giúp đỡ người khác khiến cho kẻ khác thành tựu nếu ta chẳng quen biết kẻ đó kẻ đó lại chẳng có liên quan gì đến ta ta cần gì phải làm chuyện tốt ấy cần gì phải giúp đỡ kẻ chẳng thân thiết chẳng có quan hệ gì với ta đó là tâm thái của kẻ chưa giác ngộ là tâm phàm phu người thực sự giác ngộ chẳng có tâm thức ấy ấy chỉ biết căng tánh chúng sanh là lợi hay độn đã chín mùi hay chưa nếu căng tánh chín mùi nhạy bén bèn giúp đỡ thành tựu kẻ đó trước nếu kẻ đó thành phật sẽ phổ độ chúng sanh đối với người chí thân và bạn bè thân thiết của ta nếu căng cơ của họ chưa chín mùi ta có thể tạm thời bớt giúp họ một chút họ chưa chín mùi mà một nguyên tắc là thành tựu điều tốt đẹp cho người khác chẳng thành tựu điều ác nhất định phải hiểu nguyên tắc này do vậy không có tâm tổn hại đối với hết thảy chúng sanh đối với núi sông đại địa cây cối hoa cỏ chẳng có tâm tổn hại Điều thứ hai Vô bức não tâm Niệm Phật chi nhân Thân tâm an tĩnh Ư ừ chư chúng sanh Thường khởi đại bi chi tâm Tham gia mẫn thương Linh đắc thoát khổ Thị danh vô bức não tâm Bức là bức bách nay chúng ta gọi là áp lực não là khiến cho kẻ khác sanh phiền não vô tổn hại tâm và vô bức não tâm đều thuộc về từ bi ở đây kinh nói rất hay điều trước là từ tâm Điều này là bi tâm, bi là tâm thương xót. Tâm thương xót dấy lên. Ở đây nói rất hay, thân tâm an tĩnh. Nếu thân tâm chẳng thể an tĩnh, bi tâm chẳng thể sanh khởi. Bi tâm là tâm thương xót, tâm đồng tình. Vì sao? Thân tâm an tĩnh sanh trí huệ. Từ bi và trí huệ có mối liên quan. Thân tâm chẳng an sẽ sanh phiền não, trong phiền não lấy đâu ra từ bi Có lúc trong phiền não cũng có từ bi Đó là hai thứ trước trong bốn loại từ bi Như Kinh Phật đã dạy Phạm Phu có hai thứ ấy loại thứ nhất là ái duyên từ bi nói chung là đối với thân bằng hảo hữu của chính mình ta yêu mến họ họ có quan hệ với ta ta bèn giúp đỡ yêu thương chăm sóc họ nhưng nếu chẳng phải là thân bằng hảo hữu tâm ấy chẳng thể sanh khởi đó là ái duyên từ bi người đọc sách có đức hạnh có học vấn tâm lượng mở rộng đấy cũng như là đệ tử quy nói người ấy đã đạt tới mức hễ là người đều phải yêu thương đạt tới cảnh giới ấy trong phật pháp gọi cảnh giới ấy là chúng sanh duyên từ bi mở rộng lòng yêu thương của chính mình có thể từ bi đối với hết thảy chúng sanh điều này rất khó có tại trung quốc chúng ta gọi người như vậy là thánh hiền đại thánh đại hiền tâm từ bi của họ thấu đến hết thảy chúng sanh là những người chẳng có mảy may quan hệ với họ điều thứ ba thuộc về bồ tát trong phật môn tức là pháp duyên từ bi ngài chưa phải là phật đang học phật phật dạy dạng sự dạng vật trong khắp pháp giới hư không giới và ta là một thể ngài học tập ngài cũng giống như phật mở rộng tâm từ bi của chính mình đến rộng khắp hết thảy chúng sanh trong pháp giới ngài chưa đoạn khởi tâm đồng niệm Chẳng còn phân biệt chấp trước Nhưng vẫn còn khởi tâm động niệm đến cuối cùng là vô duyên từ bi lòng từ bi này là của phật ở đây nói tới vô duyên từ bi thì vô duyên là không có điều kiện hiện thời có thể dùng hai chữ điều kiện để giải thích chữ duyên vô duyên là vô điều kiện vì sao vô điều kiện ta và chúng sanh có cùng một thể đã là một thể há có điều kiện do vậy phật là vô duyên đại từ đại bi bồ tát là pháp duyên thánh hiền là chúng sanh duyên các phàm phu chỉ có ái duyên Vì thế, người đạt đến địa vị thánh hiền có tâm từ bi, lòng yêu thương mở rộng. Đúng là phàm là người đều nên yêu thương. Thấy người tuổi tác chẳng khác cha mẹ ta cho lắm. Bèn lễ kính người ấy chẳng khác cha mẹ của chính mình thấy kẻ nhỏ tuổi bằng cỡ con cái mình, bèn chăm nom kẻ ấy, hệt như con cái của chính mình. đó là thánh hiền thế gian. sự tu học trong phật pháp chẳng có gì khác, cứ từng bước tiến cao hơn. quyết định chẳng có tâm thái bức não thứ ba là hộ pháp nhạo thủ hộ tâm niệm phật chi nhân ư phật sở thuyết chánh pháp đương tu bất tích thân mạng thủ hộ ái tích thì danh nhạo bảo hộ tâm đây chính là như chúng ta thường nói chánh pháp tồn tại lâu dài Phải làm như thế nào mới hồng chánh pháp tồn tại lâu dài? Quý vị nhất định phải tuân thủ pháp thì mới có thể hộ pháp. Không tuân thủ pháp, quý vị dùng điều gì để hộ pháp? Do vậy, trong bốn chữ này, Đức Phật chẳng nói nhạo hộ pháp tâm mà nói thủ hộ tâm chữ thủ là mấu chốt có thể làm được hay không thủ là thọ trì ngày nay phật pháp suy vi chúng ta muốn tuân thủ phật pháp chiếu theo phật pháp để tu hành tự nhiên có hộ trì trong ấy nhưng quý vị có tin tưởng chánh pháp do đức phật đã nói ra hay không có thể lý giải hay không đấy là mấu chốt thật sự lý giải thì quý vị mới có tính tâm chẳng hiểu rõ thì lòng tin ấy chính là mê tín mê tín sẽ bị dao động rất dễ dàng do vậy phật pháp nói tới chánh tính chánh tính là gì quý vị hiểu rõ ràng minh bạch lời đức phật dạy đây là chánh tính hiểu rõ ràng minh bạch rồi quý vị mới thật sự y giáo phụng hành Ta thật sự quy y Quy y là bái sư Bái ai làm thầy Bái a di đà Phật làm thầy Bái Thích Ca Mâu Ni Phật làm thầy Quy y chính là bái sư Quy y tam bảo chẳng nói quy y vị pháp sư nào trong giáo pháp đại thừa đã nói rõ ràng minh bạch nhất là trong lục tổ đàn kinh tổ sư đời thứ sáu của thiền tông là huệ năng đại sư đã nói đơn giản, <laughs> minh bạch. Ngài truyền trao quy y cho người khác, dạy người ta quy y giác, quy y chánh, quy y tịnh. Ngài chẳng nói quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Vì sao? Chúng ta có thể suy ra rằng Trong thời gian Phật Pháp đã truyền đến Trung Quốc Khoảng chừng hơn 700 năm Thời gian lâu ngần ấy Cho nên càng truyền càng bị sai ngoa Người bình phạm nảy sinh hiểu lầm đối với Phật Pháp Hãy nhắc tới quy y Phật Bè nghĩ đến tượng Phật bằng đất nặng, gỗ khắc Quy y Pháp Ngay lập tức nghĩ đến kinh điển Quy y Tăng lại nghĩ đến người xuất gia Quý vị quy y như vậy là sai bét rồi Quy y chẳng phải là ý nghĩa ấy Do vậy tổ chẳng dùng Phật Pháp Tăng Mà dùng chánh giác tịnh Rồi lại giải thích cho quý vị Phật là giác, Phật có nghĩa là giác, giác mà không mê là quy y Phật. Quý vị thấy trong ấy há có mê tính? Chánh chứ không tà, chánh tri, chánh kiến, chẳng phải là tà tri, tà kiến, đó là quy y pháp. Sáu căn thanh tịnh, chẳng nhiễm mảy trần đó là quy y tăng mang ý nghĩa như thế vì thế phật là tự tánh giác pháp là tự tánh chánh tăng là tự tánh tình nói tới tự tánh tam bảo chẳng phải là bên ngoài quý vị mới thật sự quy y chư phật như lai xuất hiện trên thế gian để biểu diễn thân hành ngôn giáo đích thân biểu diễn giác chánh tịnh miệng giảng cho quý vị cũng là giác chánh tịnh Hoàn toàn giúp chúng ta trở về tự tánh Quy là quay đầu Y là nương cậy Quay đầu nương theo gì? Nương theo trí huệ và đức tướng trong tự tánh Chẳng phải là cậy vào bên ngoài Ngạn muôn phần các đồng học phải ghi nhớ điều này nếu quy y một vị pháp sư hay hòa thượng nào đó hỏng bét rồi vị ấy có đại triệt đại ngộ hay không vị ấy có minh tâm kiến tánh hay không nếu vị ấy chưa đại triệt đại ngộ chưa minh tâm kiến tánh vị ấy là phàm phu trong lục đạo ta quy y vị ấy chẳng phải là vẫn tạo nghiệp lục đạo ư thầy tạo nghiệp lục đạo dẫn dắt quý vị vẫn tạo nghiệp lục đạo chẳng ra khỏi được vì thế đối với chánh pháp do đức phật đã nói chẳng thể không học tập chớ nên không hiểu rõ ràng sau khi hiểu rõ bèn phải thực hiện ta chẳng tiếc thân mạng cũng phải thực hiện Thân mạng là tỷ dụ Chẳng tiếc thân mạng tức là chẳng sợ khổ Đức Phật dạy chúng ta buông xuống Chúng ta buông xuống Thân mạng cũng chẳng cần Thì còn có gì chẳng buông xuống được Phật dạy chúng ta trì giới Chúng ta thật sự làm Tịnh Tông học hội thành lập Khi ấy tôi ở Mỹ Tôi khuyên các đồng tu học tập năm khoa mục Kinh Phật có nội dung quá phong phú Học trọn hết thì quá phức tạp Cũng chẳng thể nhớ nổi Đơn giản là nhớ kỹ năm khoa mục Chẳng cần dùng đến sách vở mà quý vị có thể ghi nhớ kỹ càng đầu tiên là chúng ta phải học tam phước con người chẳng thể không có phước báo trước tiên là tu tam phước tam phước là tánh tu bất nhị chúng ta có sẵn tự tánh chúng ta chịu tu theo tam phước trong tự tánh là đúng câu đầu tiên là hiếu dưỡng phụ mẫu phụng sự sư trưởng từ tâm không giết tu thập thiện nghiệp đó là gì tu phước tu phước theo kiểu ấy sẽ hoàn toàn tương ứng với tánh đức trong tự tánh đức phật coi trọng quý vị thấy nhà phật thường nói Phước Huệ xong tu, đặt Phước đằng trước, Huệ đằng sau. Người thế gian chúng ta cũng hy vọng có Phước trước, rồi mới cầu trí Huệ. Nên Phật làm cho chúng sanh mãn nguyện. Như vậy thì Phước báo của quý vị do tu từ đâu mà thành? Từ hiếu thảo cha mẹ, tôn trọng Thầy, từ tâm chẳng giết Tu mười thiện nghiệp Phước báo do đấy mà có Chúng ta chiếu theo đó để tu Phát tâm cách nào cũng tu chẳng thành Tu mấy năm vẫn chẳng có hiệu quả Thôi đi, chẳng cần nữa Vẫn là ta làm theo kiểu của ta Thoái chuyển rồi người như vậy quá nhiều do đó chúng ta hãy nên phản tỉnh sâu xa vì sao cổ nhân làm được chẳng cần nói đến thời rất xa một trăm năm hay tám mươi năm trước nói chung người thuộc tám mươi năm trước quá nữa là có thể làm được một trăm năm trước, tối thiểu là có từ 80 đến 90% có thể làm được. Người hiện thời làm không được. Vì nguyên nhân gì? Tuổi nhi đồng của chúng ta đã coi nhẹ, bỏ sót, không dung bồi căn cơ giáo dục. Căn cơ ấy là gì? Chính là ba căn bản của nho thích đạo Tức là những điều chúng tôi đề xướng trong mấy năm gần đây Căn bản của nho là đệ tử quy Dùng nó làm đại biểu Căn bản của đạo là thái thượng cảm ứng thiên Căn bản của Phật là thập thiện nghiệp đạo 80 năm trước Trẻ nhỏ ắt phải học ba thứ ấy nên chúng có căn bản Ai dạy chúng nó? Cha mẹ dạy Cha mẹ thấy đều làm được Từ lúc sanh ra Trẻ nhỏ đã thấy Nghe từ cha mẹ Tai nghe quen mắt nhìn quen tự nhiên học được cổ nhân trung quốc có câu thượng lương bất chánh hạ lương oai kèo trên là gì kẻ làm cha mẹ cha mẹ đã chánh lẽ nào con cái bất chính cha mẹ bất chánh làm sao con cái chánh cho được vấn đề xuất hiện ở chỗ này vì vậy, chúng tôi đưa ra ba căn bản giáo dục ấy. Hiếu thần tôn sư được thực hiện bằng đệ tử quy. Tâm từ chẳng giết được thực hiện bằng cảm ứng thiên. Câu cuối cùng là tu thập thiện nghiệp. Do có rất nhiều người hỏi tôi, Thưa Pháp Sư Tịnh không, vì sao Thầy đề xướng đệ tử quy và cảm ứng thiên? Những thứ ấy đều chẳng phải là Phật giáo họ không biết từ giữa đời đường trở đi phật giáo trung quốc không học tiểu thừa trong kinh điển đức phật đã dạy phật tử không học tiểu thừa trước sau đó học đại thừa chẳng phải là đệ tử phật phật không thừa nhận cớ sao quý vị chẳng làm theo quy củ của đức phật các kinh luận tiểu thừa được dịch sang tiếng hán vô cùng đầy đủ tôi chẳng chú tâm nghiên cứu nhưng chương gia đại sư bảo tôi đối chiếu tam tạng của nam truyền tiểu thừa với tứ a hàm trong hán tạng tạng nam tuyền chỉ nhiều hơn các kinh điển tiểu thừa trong hán tạng năm mươi mấy bộ gần ba ngàn bộ kinh điển mà chỉ nhiều hơn năm mươi mấy bộ có thể thấy tứ a hàm đã được phiên dịch khá hoàn bị phật giáo sau khi được truyền đến trung quốc đúng là trước học tiểu thừa sau học đại thừa đặt vững cơ sở nơi tiểu thừa vì sao từ dưới đời đường trở đi chẳng cần nữa hai tông tiểu thừa tức thành thật tông và câu xá tông chẳng còn nữa hiện thời ngay cả tên gọi cũng chẳng nghe nói tới tổ sư đại đức trung quốc dùng nho và đạo để thay thế tiểu thừa chẳng được quý vị thấy một nghìn bảy trăm năm qua trải các đời bao nhiêu cao tăng đại đức bao nhiêu vị tổ sư xuất hiện cũng có nghĩa là dùng nho và đạo để thay thế bèn tốt đẹp càng thân thiết hơn nữa hơn nữa tâm lượng của nho và đạo rộng rãi hơn tiểu thừa chẳng thua kém tiểu thừa chúng ta phải hiểu chuyện lịch sử này hiểu sự dụng tâm của tổ sư đại đức dùng nho và đạo để thực hiện phước thứ nhất trong ba phước. Phước thứ nhất là căn cơ. Có ba căn bản ấy, đức hạnh của quý vị sẽ thành tựu. Có đức hạnh, đèn có phước báo thật sự. Không có đức hạnh, phước báo ấy là giả, chẳng thật, thường giống như hoa đàm thoáng hiện do vậy ngạn ngữ có câu phú bất quá tam đại đạo lý là ở chỗ này vì sao kẻ đó thiếu căn cơ phải có căn cơ thì mới có thể kéo dài đời đời kiếp kiếp kẻ ấy biết tích công lũy đức dẫu phú quý vẫn tu đức tiếp tục tu không ngừng đời đời kiếp kiếp hưởng thụ chẳng cùng những điều này đều là thật có phước thứ nhất thì mới có thể nhập phật môn Quý vị thấy điều thứ hai là thọ trì tam quy, đầy đủ các giới, chẳng phạm oai nghi, tức là đã nhập môn. Trước khi nhập môn phải có điều kiện, điều kiện là phước thứ nhất. Phước thứ nhất như trong kinh điển ta thường nói là thiện nam tử, thiện nữ nhân. Vì họ trọn đủ đệ tử quy, cảm ứng tiên, thập thiện nghiệp. Họ là thiện nam tử, thiện nữ nhân nên mới có thể thọ trì tam quy đầy đủ các giới. Đó là nhập môn. Tam quy, giới luật, oai nghi đều có thể tu khá lắm. Đức hạnh thành tựu giống như A-la-hán, như Bồ-Tát. Điều ấy mới khiến cho quý vị thật sự tu giới, tu định, tu huệ trong Đại Thừa. Điều thứ ba là phát bồ đề tâm, tin sâu nhân quả. Đọc tụng Đại Thừa, khuyến tấn, hành giả. Đó là tam phước. mười loại tâm như chúng ta đang học ở đây đều là bồ đề tâm mỗi điều đều là bồ đề tâm mỗi điều đều đều đầy đủ viên mãn chính điều kia bồ tát phát tâm là đệ nhất đã phát tâm quý vị bèn có phương hướng có mục tiêu sau đấy là tin sâu nhân quả câu này rất quan trọng câu quan trọng nhất là niệm phật là nhân thành phật là quả quý vị có thể tin tưởng nhân quả ấy trở về tịnh độ chắc chắn thành tựu trong đời này chẳng còn bị lạc đường nữa độc tụng đại thừa chính mình đã thành tựu câu cuối cùng là dạy người khác đã tự hành phải hóa tha bồ tát phải độ chúng sanh nếu không giúp đỡ người khác chẳng phải là bồ tát vì thế, sau đó, bèn khuyến tấn hành giả. Quý vị phải khuyên lân, phải giúp người khác tinh tấn. Phải giúp người khác thành tựu. Quý vị thấy, ba phước thành tựu sẽ giống như Bồ Tát. Bồ tát là như thế nào? Bồ tát là lục hòa. Lục hòa kính là bồ tát. Lục hòa kính. Chẳng có tâm tổn hại, chẳng có tâm bất não. Thật sự thích thủ hộ. có đầy đủ đức hạnh như vậy rồi mới thâm nhập kinh tạng tu giới định huệ tu bồ tát hạnh bồ tát hạnh là lục độ tu mười nguyện phổ hiền tiếp nhận mười đại nguyện dương của phổ hiền bồ tát dẫn về cực lạc Đấy là khi tịnh Tông học hội thành lập tại Mỹ, chúng tôi đã viết một bài giới thiệu duyên khởi. Trong duyên khởi nhắc đến năm khoa mục ấy, lấy năm khoa mục ấy làm tiêu chuẩn. Phương hướng và mục tiêu tu học của chúng ta Có người hiện thời có nói Học làm thầy người Hạnh làm khuôn mẫu cho đời Chúng ta khởi tâm, động niệm, ngôn ngữ, tạo tác Đều nêu gương tốt đẹp cho xã hội Chớ nên nêu gương xấu Thứ tư Vô chấp trước tâm Niệm Phật chi nhân Thường dĩ trí huệ quán sát ư nhất thiết pháp bất sanh chấp trước thị danh vô chấp trước tâm vô chấp trước cần có gì phải có trí huệ không có trí huệ là không được phải có trí huệ chân thật trí huệ do đâu mà có từ tâm thanh tịnh phát ra tâm thanh tịnh sanh trí huệ trở nên chấp trước hết thảy các pháp thế gian và xuất thế gian tại sao trong kinh giáo đại tiểu thừa đức phật đã giảng vô cùng rõ ràng luân hồi trong lục đạo do đâu mà có do chấp trước mà có chẳng còn chấp trước nữa quý vị cũng rất dễ vượt thoát luân hồi chỉ cần quý vị có chấp trước sẽ chẳng vượt thoát luân hồi luân hồi do chấp trước biến hiện đức phật bảo ngoài lục đạo còn có bốn thánh pháp giới tức là thanh văn duyên giác bồ tát phật bốn pháp giới ấy cao hơn chúng ta họ do nguyên nhân gì mà có họ có tâm phân biệt chẳng có tâm chấp trước họ có tâm phân biệt cho nên có bốn thánh pháp giới chấp trước là phiền não chướng vô lượng vô biên phiền não đều từ đây sanh ra quý vị buông xuống bèn chẳng còn có chuyện gì nữa phân biệt là sở tri chướng hai thứ chướng ngại này đều chướng ngại con người minh tâm kiến tánh nếu chúng ta trở về tự tánh hai thứ chướng ngại ấy đều chẳng còn nữa vì vậy trong giáo pháp đại thừa đức phật thường nói chúng ta buông chấp trước xuống bèn chứng quả a la hán thành chánh giác chứng quả a la hán vượt thoát lục đạo bởi lẽ lục đạo là mộng cảnh chỉ cần chánh giác hiện tiền lục đạo chẳng còn nữa đã tỉnh giấc rồi đã tỉnh khỏi giấc mộng rồi sau khi tỉnh lại vẫn còn trong mộng bởi lẽ lục đạo là mộng trong mộng đó là gì bốn thánh pháp giới Bốn thánh pháp giới vẫn là mộng cảnh Ác. phải buông phân biệt xuống Đối với hết thảy các pháp thế gian Và xuất thế gian chẳng phân biệt Tâm phân biệt đoạn mất Tâm ấy càng thù thắng hơn tâm thanh tịnh Trong tâm thanh tịnh không có chấp trước Nhưng có phân biệt Trong tâm bình đẳng Không chỉ chẳng có chấp trước Mà phân biệt cũng không có Này chúng ta nói là hài hòa Nói đến hòa bình khó lắm Vì sao hòa bình khó khăn dường ấy? Người nào đạt được Hài hòa chân thật, Bồ Tát, A à La Hán cũng chưa làm được. Vì sao? Bồ Tát chứng đắc tâm bình đẳng, hãy bình đẳng, đèn hòa. Bởi lẽ đó, người Trung Quốc nói đến hòa bình thì hòa do đâu mà có? Do bình mà có tức là do bình đẳng mà có người trung quốc nói đến quả trước sau đấy mới nói đến nhân người nhật nói thành bình hòa tức là nói nhân trước quả sau quý vị hãy xem văn tự của nhật bản bất bình lẽ nào có hòa hợp cao hơn thanh tịnh. Vì vậy, trong bốn thánh pháp giới, <laughs> chủ yếu là tu tâm bình đẳng. Trong tự đề kinh này có thanh tịnh bình đẳng, Bồ Tát tu bình đẳng. Buồn phân biệt xuống, bình đẳng, hiện tiền. Trong Phật Pháp nói, quý vị đã chứng đắc chánh đẳng, chánh giác. A-la-hán chứng chánh giác, Bồ-Tát chứng đắc chánh đẳng, chánh giác. Đẳng là bằng giới Phật lại lên cao hơn nữa là phá vô minh phiền não vô minh phiền não là gì khởi tâm động niệm quý vị thấy không chỉ chẳng có phân biệt chấp trước mà kể cả khởi tâm động niệm cũng không có đó gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác đã thành phật hành nhân tu hành chứng quả hành nhân là học trò nói theo cách bây giờ cũng có thể nói hành nhân là người tu hành có thể giải thích hành nhân là người tu hành phải thường dùng giới định trí huệ ngài nói thường dùng trí huệ tôi thêm vào trước đó giới và định vì trí huệ cho giới và định mà có giới có thể đắc định không trì giới tâm quý vị sẽ chẳng định được trì giới chẳng nhằm mục đích nào khác nhằm đắc định thiền định vẫn là phương tiện chưa phải là mục đích à, Vì sao phải tu định Nhằm khai trí huệ Tâm định trí huệ sẽ khai Trí huệ quán hết thảy các pháp Quý vị mới thực sự có thể triệt để Buông xuống chấp trước Phân biệt khởi tâm đồng niệm Vì sao? Đó là giả, là chướng ngại chướng ngại trí huệ và đức tướng sẵn có trong tự tánh của quý vị quý vị nói nay ta muốn phát tài ta mong sẽ có hết thảy của cải quý vị có thể có toàn bộ địa cầu được hay không có thể quý vị có thể biến toàn thể địa cầu thành hoàng kim châu bảo được không có thể vì sao nay quý vị không làm được? Vì quý vị có chấp trước khiến cho toàn bộ đức năng trong tự tánh bị chướng ngại. Quý vị sống khổ sở ngần ấy. Nếu khôi phục, quý vị sẽ giống như A-di-đà Phật. Quý vị thấy Ngài trụ trong thế giới cực lạc. Thích Ca Mâu Ni Phật giới thiệu với chúng ta một phần dạng làm sao có thể giới thiệu trọn hết cho được. Trong thế giới cực lạc, thân thể như thế nào? Thân kim cang bất hoại. Thật sự là vô lượng thọ, chẳng giả. vĩnh viễn chẳng già yếu. Quý vị có muốn hay không? Hoàn cảnh cư trụ của quý vị là cung điện bảy báu hiện thời chúng ta dùng những thứ trân trâu mã não làm đồ trang sức quý báu khôn ngằn trong tây phương cực lạc thế giới những thứ ấy là vật liệu để xây dựng chỗ nào cũng có hoàng kim quý báu vô cùng nhưng trong thế giới cực lạc hoàng kim để lót đường giống như nhựa đường trong thế gian này được dùng để lót đường từ chỗ này quý vị nghĩ xem sự phú quý nơi ấy là gì chính là những thứ quý vị vốn tự mình sẵn có thật sự hiểu rõ thật sự minh bạch trong thế gian này chẳng có chút gì hiếm hoi lạ lùng giống như quý vị thuộc gia đình đại phú đại quý nay đến nơi đây du lịch giảng cảnh thấy thổ dân ở nơi này đeo những món trang sức bằng đồng hay bằng thiết quý vị thấy họ cảm thấy những thứ đó đẹp đẽ khôn xiết quý vị cười mà thôi hiểu rõ rồi quả thật người trong thế giới cực lạc Đừng nói thế giới cực lạc chư thiên trong thế giới sa bà Thế loại người chúng ta đáng thương lắm Nếu chúng ta nhất niệm hồi quang tiến lên Đặc biệt là giảng sanh Tây Phương cực lạc thế giới Quý vị thấy hạ hạ phẩm giảng sanh Trong cõi phàm thánh đồng cư là cảnh giới gì? Cảnh giới ấy do A Di Đà Phật tự nói, tuyệt đối chẳng phải là lời giả, hạ hạ phẩm giảng sanh cũng là A Duy việt trí Bồ Tát. Điều này có nghĩa là chỉ sợ quý vị không đến được thế giới Cực Lạc, chỉ sợ chẳng giảng sanh, hãy thật sự đến thế giới Cực Lạc, đến nơi ấy, giới phẩm vị thấp nhất thì trí huệ thần thông đạo lực và sự hưởng thụ của quý vị chẳng khác thất địa bồ tát pháp môn này được gọi là pháp khó tin đúng là khó tin nhưng chúng ta tin tưởng phật chẳng nói dối chẳng nói lời giả lời phật nói chắc chắn chân thật chẳng giả chúng ta thật sự làm thì sẽ thật sự đạt được cơ hội này chẳng phải là ngàn năm khó gặp thời gian một ngàn năm quá ngắn ngủi cư sĩ bành tế thanh đã nói vô lượng kiếp lai hy hữu đang phùng đích nhất thiên chúng ta đã gặp gỡ Võ Tắc Thiên đã viết lời kệ khai kinh cho kinh Hoa Nghiêm. Bách thiên dạng kiếp nan tao ngộ. Nay chúng ta đã gặp cỡ. Nếu ở trước mặt mà bỏ lỡ, đúng là quý vị đã sai lầm quá đổi. Đặc biệt là chúng ta thấy trong hiện thời tai nạn nhiều ngần ấy, Các đồng học học Phật hiểu rõ, trong tâm đã có căn cứ, biết tai nạn phát sinh như thế nào, cũng biết dùng phương pháp gì để hóa giải. Hãy giành lấy duyên phận thù thắng này, nắm chắc niệm Phật giảng sanh thế giới cực lạc, điều đó càng thù thắng hơn. Hoàn cảnh hiện thời có lợi rất lớn. Vì sao chẳng có hoàn cảnh như vậy thì quý vị vẫn chẳng phát tâm, hãy còn lưu luyến thế gian này. Này đã biết trong hoàn cảnh hiện tiền chẳng thể lưu lại được, chẳng có vật nào ở ngoài thân mà hồng giữ được, ngay cả thân thể của chính mình còn chẳng giữ được, hãy thừa cơ hội này ra đi thì tốt lắm. Thời gian 2 3 năm là đủ rồi. Nhiều vị đại đức xưa nay đã chứng minh cho chúng ta thấy Vì thế Phải dùng giới, định, huệ Để quan sát hết thảy các pháp Điều quan trọng Là chớ sanh chấp trước Hãy thực hiện trong cuộc sống hàng ngày học theo thích ca mâu ni phật hết thảy tùy duyên đối với chuyện ăn uống sinh sống người khác cũng dường dị ăn nấy trở nên chấp trước trở nên phân biệt hãy thực hiện tùy chỗ này hãy tùy duyên trong ăn uống sinh sống trở nên cầu cạnh bất cứ ai Hãy tùy phận sống qua ngày, thật thà niệm Phật. Điều này trọng yếu hơn bất cứ điều gì khác. Đó gọi là tu hành chân thật. Thật sự chẳng có tâm chấp trước. Đối đãi bình đẳng với hết thảy mọi người, đối xử hòa thuận và cũng thật sự thực hiện lục hòa kính. Phần sau sẽ còn 6 điều nữa Nhưng hôm nay đã hết thời gian rồi Chúng ta học tập tới đây Nam Mô A Di Đà Phật Nguyện đem công đức này Hồi hướng bốn ân và ba cõi Nguyện khắp pháp giới các chúng sanh Đồng sanh cực lạc thành Phật Đạo Chúng Phật tử Đạo Tràng tịnh độ Nam Mô A Di Đà Phật <laughs> But